hero has been killed. Hoàng Minh Dương, như ngài, mặt cười tít mắt. Trời ơi, tại sao nhờ? Một một cũng được à? À, mấy bạn chó này nó cứ đi chung với nhau đấy nhờ. Tính ra là gần anh được thằng kia luôn rồi đó. Quý ân, xui thôi chỉ. Đen thôi, đỏ vẫn thế. Đen thôi, đỏ vẫn thế. Khổ thân nhi túy. Vì đâu đông nói đến hôm nay. Nguyễn Thành Tâm, ủa đồng một xong tới gì chị? Đồng một xong tới... đồng xong tới bạc. Không phải đồng một, đồng một xong rồi đồng hai, đồng ba. Đấy, đồng bốn. Sau đó mới tới bạc. Quên mất phải giữ, cứ anh ti này là phải giữ. Hoàng Minh Dương, hay mà như thế mà bảo là không biết hát, mặt cười lộn ruột. Ôi, ok, sao đứng im rồi? Như đâu có hát đâu mà hay. Cuối cùng cũng như là đã có một mạng đó mọi người. Nguyễn Thành Tâm, chơi lên bạc chắc chị nghỉ mất rồi, ha ha. Đâu? Thích thì chị chơi thêm 3 line, thêm 3 tiếng nè, line bù. Vậy đã có một mạng rồi đó mọi người. Quý Ân, chị hát vài câu si tình nghe chơi chị. Không biết hát ấy, biết hát là hát rồi đó. Chị mà biết hát hả, giờ thì chị làm idol rồi. Idol hát đi. Làm idol hát nhiều tiền lắm mọi người cũng biết đâu. Hoàng Minh Dương, nào lên rank cao thủ rồi mới nhỉ. Trời ơi! Đấy, cái chiêu cuối con này nó ấy quá. Đấy! Nếu mà đã như vậy rồi thì nó cho bắn lên hết luôn đi. Không, bắn một viên xong nó tắt xong rồi nó bắt mình phải đứng rảnh lại đó. Có idol nào ý vừa làm idol vừa làm ca sĩ được mà. Ai? Vừa làm idol vừa làm ca sĩ, đó là người ta biết hát, người ta hát hay, cũng như không biết hát thì nó khác mà. Nãy nhi mém ăn được thằng sát thủ rồi đó. Mình mạnh rồi nè. Quý Ân, em mà cất giọng hát là trời mây đen thui luôn. À, Nhi bấm bàn phím mạnh bạo thế hả? Tại vì đang chơi trên PC chưa có quen được.